Rồi, mời các bạn nha. Ê. Sao vậy? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình. Mình Chris The Gamer và đây là nước mai mình ở đây. Và bọn mình đang ở Thái Lan. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn kem mắm Thái. Đúng không? Mắm mà có sợi đu đủ á. Mắm mà có sợi đu đủ chế lên kem luôn. Vợ mình nó nói là chồng ơi, chồng nên đi ăn trải nghiệm cái này đi. Ăn cái này là ôm bồng cầu sướng lắm. Đau bụng đầy đủ luôn mọi người. Đó, thế là bọn mình đã đặt một chiếc xe taxi để bong đi ăn kem mắm Thái. Thế là chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là gặp một anh tài xế taxi fan MU. Đó, anh này anh tên là gì? Anh này tên là anh Phong nha mọi người. Hello Mr. Anu Phong. Man United. Không biết cái clip này sẽ lên vào lúc nào, nhưng mà bọn mình tối nay là Manchester United đá với lại Chelsea. Thôi, hy vọng là nhờ día của anh Phong chúng ta sẽ chiến thắng dòng giả Chelsea và ăn kem mắm không bị bắn pháo bông bùm bùm bùm. Ủa sao đóng cửa rồi? Mới mở cửa, tại vì nó ở đây thì tí nữa nó phải mở chứ. Trời ơi, giờ nắng nha má. 1 giờ trưa nha. Trời ơi, các bạn ơi, tôi coi trên map á là hả thấy 16 giờ mới mở cửa. Bà này kêu nhớ đi, đây mở cửa rồi, đây mở cửa rồi. Đó, bây giờ hai đứa tôi ngồi chầu chực cái quán kem. Chờ quán kem nó mở bằng cách là mua hay là trà sữa chó. Trà này là trà không sữa. Trà không sữa. Trà này là trà sữa. Trà sữa. Nói chung là hãng con chó Shiba. Để mà ngồi chậu chực cái quán kem nó nằm ngay đây. Cái chị vừa mới đi vô thì chị đã bán quán kế bên. Giờ mày hỏi quán kế bên coi. Khi nào quán kem mở cửa? Chứ không mua được của chị. Chửi dài. Cái chợ này cũng bự lắm mọi người. Rộng nha, này là chợ mới á. Chắc phè. Chắc phè. Chợ này cũng bự nha, chứ chợ không thể nào nhỏ được. Đó, trời đất ơi, còn vắng que. Ta mới xếp bàn rồi ra, chưa làm gì luôn á. Mình đã sai lầm, hay là mọi người có qua đây á thì qua sau 5 giờ chiều cho nó mát. Ừ. Tôi phát hiện hai đồng bọn đi kiếm kem. Dòm vô cái tiệm kem. Ở đầu lắc đầu, bước đi thì thầm. Sao bây giờ sẽ đi vô tìm trà sữa uống đỡ như tụi tôi. Hai đồng bọn nữa. Cũng kiếm kem. Thì thầm. Hai người bạn khác tới tìm kem. Ừ, cười tít mắt rồi. Ồ, theo một người lại ngó. Vậy là đã có 6 người chuẩn bị ra đây ngồi. Chờ cái quán kem nó sẽ mở. Đây, tôi thấy trên hình đó là quán kem Mu Đen này đó là hả? Nó rất là đông người nha, chụp hình rồi dữ lắm. Biết sao Mu Đen mà bu dữ. 3 hours later. Tôi đã chờ 1 tiếng đồng hồ rồi mọi người. Và vẫn chưa có dấu hiệu của bà bán kem. Ai cũng gặp trường hợp như mình á. Bây giờ mình thấy mọi người đến đây tìm quán kem này rất là nhiều luôn á. Đúng rồi, cứ đi vậy. Bà này bà chơi ngược, bà bán tới 12 giờ khuya thôi. Bà bán tới 12 giờ khuya. Rồi bây giờ mình sẽ dời ra một chỗ khác nữa để mình ngồi quan sát quán kem. 3 hours later. Rồi nha, bây giờ có một cái anh lại đó xách cái thùng nước nhưng mà vẫn chưa mở cửa. Là bây giờ tụi tôi cũng chưa biết là anh đó phải chủ không nữa. Thế là cứ xách ngon ngó phải không? Thiệt luôn. Nhưng mà hai cái thùng đó là để ngay chỗ đó thì mình nghĩ là anh là cái chủ của cái quán quán đó. À, đang xả nước gì kìa. Vậy là cái thùng đó không phải thùng mắm mọi người. Tự em nói thùng mắm thì ai nói thùng mắm. Sao xíu được mở ra đó là thùng mắm. Nước đá. Có thể là cái mắm để trong đó và ướp đá, tức là những bình mắm á. Cũng mang cố là mắm. Cá độ không? Em nói đó là mắm. Ok. Anh nói gì? Anh nói không phải là mắm thôi. Rồi, cá độ. Cá. Ok. Giờ đứa nào thua ăn 3 ly kem mắm. 3 ly luôn hả? Rồi thôi, 3 ly kem mắm nha. Chốt nha. Chốt. Rồi tôi sẽ lại đó, tôi quay kết quả cho mọi người. Là có phải mắm hay không? Cái gì?
đó là nước suối nha, đây show cho đàng hoàng chứ không thôi nói không phải thùng nước suối. Thôi ăn ba ly nhé. Chú ăn phụ vợ nha. Không, ủa ai thua người đó ăn chứ. Mà chồng thương vợ. Không. Được rồi, ngày mốt tụi mình sẽ về, mình sẽ bỏ cái sofa ra ngoài ban công. Thì có đứa ngủ ngoài đó. Kìa, yeah, anh sắp thùng mắm đi vòng vòng kìa. Thì tôi ăn ngồi đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái tự nhiên một hồi anh không phải là hả người bán mà anh là một tên trộm. Lấy hết đồ đi. Lấy dọn ở ngoài á, dọn hết luôn. Có quán không? Vâng, cuối cùng thì cũng chịu mở rồi mọi người. Sau khi tụi tôi ngồi ở đây chờ 2 tiếng rưỡi 6 giờ rồi. Tối thui, thui lùi luôn. Vâng, cuối cùng thì cũng mở bán rồi. Yeah. Cái món này nè. Tiếng Thái không, tôi không hiểu gì hết. Mình nghĩ chắc mình chỉ vô ly kem luôn đi. Và đây là cái menu nha mọi người. Má ơi, tưởng giáp phạt không má. Two mango and one sato. Okay. Thank you. Tụi tôi gọi một cái ly kem mắm. Kem mắm xoài và What's your name, please? Chris. Chris? C-R-I-S. Okay. Yeah, thank you. Một cái kem mắm sao tô là cái quần gì tôi không biết. Bây giờ tôi sẽ google sao tô là cái gì. Biết sao tô là cái gì rồi mọi người. Sao tô là cái này nè mọi người. Nó là trái sấu đỏ nha. Nhìn rất là giống trái măng cụt nha. Một cái sao tô và 2 cái mango. Ai thua người đó ăn 3 cái. Like, yes, Chris. Flower mango 2 and 1 pencil 297. Yeah. Yeah. Oh, cái kem gì hồng hồng, kem gì? Kem là kem gì ta? Mango local, mango sour. Yeah, mango. Local mango. Wow, nhìn ngon quá. Where you come from? Vietnam. Vietnam. Thank you. Thank you. Wow. Mọi người xếp hàng rất là đông nha mọi người ơi. Đây là giây phút mà định mệnh đã tới rồi. Tới với em đây, 3 ly. Nhưng mà thôi, nó chơi thôi chứ không lẽ để vợ tôi ăn mình 3 ly ăn xong nổi. Trời ơi. Nhìn thấy yêu đời đây là rồi thì ở đây chúng ta có 2 ly xoài. Ly xoài thì xanh. Màu xanh. Còn ly sấu, sấu đỏ thì màu cam. Nó màu giống như là cái trái trái mây. Trái mây. Đến với muỗng đầu tiên nha các bạn. Thì trong mắm á, thì ta có con ruốc nè và con tép rất là bự. Đây nha các bạn. Muỗng kem định mệnh. 3 con tôm, 3 con tép luôn. Yêu. Vô, nhanh lên. Hiểu rồi. Ê. Cái gì vậy? Ừ. À, hả chồng. Mới đầu nó vô á, nó hơi đá vô đầu bạn một cái. Nó hơi đá bạc bạc bạc. Nhưng mà ngẫm lại vị á, thì nó rất là hay hay nha. Nó lạ lạ. Giống như bạn ăn xoài chấm nấm ruốc vậy các bạn. Nhưng mà quả xoài này nó thật sự là rất lạnh. Cho anh ăn thử một miếng mà không có tép tôm nha. Cái kem xoài này á không có giống như những kem xoài mà tôi từng ăn. Nó chua lắm, kem xoài nó chua lắm nha các bạn. Thì chắc là tại vì nó chua lắm như vậy thì nó mới hợp với cái kem mắm này. Đúng rồi, giống như là xoài chua chấm mắm ruốc thì mới ngon, chứ xoài ngọt chấm ruốc đâu ngon. Đúng rồi, bây giờ một muỗng đầy đủ nè. Y chang xoài chấm mắm ruốc các bạn ơi.
Nếu như mà hả, thay vì bạn ăn xoài chấm mắm ruốc ở nhà thì ăn kem chấm mắm Thái đi. Nhưng mà các bạn để ý cái con tép bự á, thì chúng ta một lần ăn chỉ một con thôi nha. Nãy tôi vợ tôi đẩy cho tôi ba con là tôi muốn bật ngửa khỏi ghế nha, vì nó rất mặn nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử kem sấu đỏ mắm Thái. Đây nha, có tép, sấu đỏ và ruốc. Rồi mời các bạn nha. Cái vị sấu đỏ các bạn, nó giống như cái vị trái xá xị vậy á. Nó giống như vị mà ăn bạn trái mây Thái vậy á. Nó ngọt ngọt, thơm thơm á, ăn mùi thơm thơm á. Nó ngọt ngọt thơm thơm giống như bạn uống xá xị vô vậy á. Ăn với lại mắm. Ví dụ bạn nào thích chua thì hãy kêu cái xoài với mắm. Còn bạn nào mà thích ngọt ngọt á thì kêu sấu đỏ với lại mắm nha. Nó ngọt lắm, ngọt ngọt thơm thơm y như bạn uống nước ngọt vậy. Thật ra cái trái sấu đỏ này tôi chưa bao giờ được trải nghiệm á. Trái ngọt mà hơi ngọt gắt ha. Ngọt gắt nha các bạn. Ngoài Hà Nội là thường người ta bán trái sấu là người ta bán trái sấu chua đúng không? Đúng rồi, sấu mà Hà Nội chua lắm. Còn trái sấu đỏ này lần đầu tiên nãy search cái tên tiếng Anh của nó mới biết luôn á. Mà nó tên là sấu nhưng mà nó giống trái măng cụt. Có thể là kiểu giống như dịch sang mình là nó cũng khác á, giống như là trái mận ở miền Nam nhưng mà quả roi ở miền Bắc. Như ở nước họ nó tên là măng cụt mà màu khác á. Nani? Đồng ý gì không? Không. Măng cụt tím, măng cụt vàng, măng cụt cam. Măng cụt cái lưỡi nha, bậy bạ. Chế Linh. À, tại nó giàu quá. Không, nhưng mà tôi thích cái vị chua chấm mắm hơn. Tại vì tôi cảm thấy là nó cái vị nó gần gũi hơn các bạn ạ. Một cái ly vậy là 99 bạc thì khoảng gần 70 ngàn. Gần 70 ngàn một ly kem, mắm, trải nghiệm. Xíu nữa về coi đá banh á, để cái ly này, ăn cả đời. Nó bài không? Nếu mà cho mình đánh giá cái món ăn này á, thì mình đánh giá nó sẽ khoảng 7-8 điểm các bạn. Kiểu nó không phải là quá sức con nhà bà sắt, nhưng mà hả, nó là một cái trải nghiệm rất là kỳ lạ. Lại có ăn kem như mắm bao giờ đâu. Đúng rồi, cũng khá là vui đó. Em đánh giá cũng 7 điểm. Tại thường hai vợ chồng mình cũng nhiều lần trải nghiệm mắm rồi, với nhiều cái loại mắm khác nhau. Và lần đầu tiên mình tụi tôi thử kem mắm các bạn. Trừ cái series chơi ngu ngày xưa là phải ăn kem với lại mắm ruốc. Thì bây giờ cũng không quá xa lạ với tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ mở một cái cây kem bám mắm ruốc và cái quán nó sẽ ế nha mọi người, tại không ai ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Còn nhỏ này nãy giờ ngồi ăn hoài. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.